Choi Ji-gu nghi vấn bị chồng CEO cắm sừng, lái xe vợ tặng đi nhà nghỉ với nhân tình. Ở thời kỳ đỉnh cao, Choi Ji-gu là một trong những ngôi sao Hollywood kín tiếng và không dính scandal. Chính điều đó đã khiến cô được rất nhiều khán giả yêu mến. Thế nhưng mới đây, những tưởng nữ hoàng nước mắt không liên quan gì đến loạt tin đồn tai tiếng của Han Ye-seul. Thế nhưng Choi Ji-gu cũng bất ngờ bị YouTuber Viện Garo Zero réo gọi. Ban đầu, mỹ nhân bản tình ca mùa đông xuất hiện trong bức ảnh đi karaoke gây tranh cãi với Han Ye-seul, Go Soo-young, Cha Ye-ryun và Han Ga-in. Choi Ji-gu kết hôn với ông xã CEO kém 9 tuổi vào tháng 3 năm 2018. Đến tháng 5 năm 2020, nữ diễn viên đã hại sinh con gái đầu lòng. Dù ông xã không lộ diện, nhưng với việc Choi Ji-gu thường xuyên đăng tải những hình ảnh tận hưởng cuộc sống, dân tình tin rằng nữ diễn viên đang có cuộc hôn nhân tốt đẹp. Thế nhưng Viện Garo Zero lại tiếp tục réo gọi Choi Ji-gu. Lần này, kênh YouTube này tiết lộ chồng nữ diễn viên đang ngoại tình khiến netizen sốc nặng. Theo cựu phóng viên Kim Jong-ho, Choi Ji-gu đã hết lòng vì chồng, thậm chí là hỗ trợ tài chính cho anh, nhưng lại bị phản bội đầy đau đớn. Được biết, chồng CEO của Choi Ji-gu đã lái chiếc xe hơi sang chảnh vợ tặng và đi đến một nhà nghỉ cùng nhân tình. Người phụ nữ trong xe không phải mỹ nhân bản tình ca mùa đông mà là một người lạ mặt. Cựu phóng viên này cho biết anh đã nắm trong tay bức ảnh bằng chứng chồng Choi Ji-gu ngoại tình. Tuy nhiên, Kim Jong-ho chưa muốn tiết lộ bức ảnh do có thể làm lộ biển số xe. Anh cho biết chỉ cần nhìn vào biển số có thể khẳng định được rằng đó chính là xe của Choi Ji-gu. Thay vào đó, Viện Garo Zero chỉ công bố ảnh nhà nghỉ chồng Choi Ji-gu cùng nhân tình đã ghé đến. Những tiết lộ của Viện Garo Zero đã khiến netizen bị sốc nặng. Đến nay, cả công ty quản lý YG Entertainment và Choi Ji-gu đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về tin đồn này. Trước đó vào ngày 7 tháng 6, kênh YouTube Viện Garo Zero, nơi đưa ra thông tin bạn trai Han Ye-seul là trai bao, đã tiếp tục hé lộ những thông tin gây sốc khác. Cựu phóng viên Kim Jong-ho đã hé lộ một bức ảnh hiếm có cả Han Ye-seul, Han Ga-in, Go Soo-young, Cha Ye-ryun và Choi Ji-gu trong một phòng karaoke. Cựu phóng viên cho biết, bức ảnh này được đăng trên Weibo, sau đó trở nên phổ biến ở Hàn Quốc. Nhân vật chính ngày hôm đó chắc chắn là Han Ye-seul, dù không phải sinh nhật cô ấy. Cựu phóng viên này cũng tiết lộ mối bất hòa trong quá khứ của Han Ye-seul và bà xã Trang Dong-gun, minh tinh Go Soo-young. Tôi không hiểu vì sao Han Ye-seul và Go Soo-young có thể thân thiết, họ từng tranh giành một phó chủ tịch tập đoàn trong quá khứ. Tôi cũng không hiểu vì sao Han Ye-seul thân với Choi Ji-gu luôn. Những tiết lộ của cựu phóng viên Kim Jong-ho đã khiến dân mạng sốc nặng. Nhiều dân mạng bình luận rằng, ngoại trừ Han Ye-seul thì cả bốn nữ diễn viên còn lại đều đã có gia đình. Chính vì vậy họ xuất hiện ở một không gian nhạy cảm như quán karaoke có phần không phù hợp. Và cũng có rất nhiều netizen hoang mang, hoài nghi về tính xác thực của thông tin này. Đến nay, tin tức này đang đứng ở vị trí No. 1 cổng thông tin Naver. Viện Garo Zero là kênh YouTube của những cựu phóng viên giải trí, chuyên tiết lộ chuyện thâm cung bí sử showbiz. Kênh này từng tiên tri chính xác chuyện Seo Ye-chi điều khiển Kim Jung Hyun hay bóc trần quá khứ trai bao của bạn trai Han Ye-seul đầu tiên. Tuy nhiên, vừa mới tuần trước, kênh YouTube này đưa tin Chun Ji-hyun ly hôn nhưng đã bị phía nữ diễn viên phủ nhận mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến chiều ngày 8 tháng 6, có thông tin cho rằng hình ảnh nam nữ minh tinh không phải được chụp ở quán karaoke mà là trong một sự kiện do đế chế truyền thông CJ tổ chức. Điều này khiến netizen lú luôn, không biết đâu là thông tin chính xác, đâu là thông tin sai.